Ben hả? Thôi để mai mốt có tiền làm Ben. Nó nhẹ hiu à. Ây da. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Bác Tài Vlog của mình nha. Đã, hôm nay mình sẽ quay lại một cái hành trình chở hàng từ công ty Giáp Diệp về tới cầu Khánh An nha mọi người. Mọi người xem video nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha, ủng hộ mình nha mọi người. Ok, bây giờ lên đường thôi. Ok, bây giờ mình ra ga thôi. Ở đây xe không đã khá là nhiều luôn. Ok, lên đường thoại. Hôm nay mình chở một cuốc hàng. Cuốc hàng này nói chung là khoảng 10 cây số. Khoảng 10 cây số mọi người. Thì cuốc hàng này cũng được ba sĩ chở mấy tấm bạc vô cầu Khánh An. Rồi luôn lọt luôn. Ây da. Ây da. Có cái hộp quà này thay mà lọc hoài. Anh em nào ở Cà Mau này có muốn xe thuê hàng thì alo cho mình nha anh em ơi. Có muốn thuê xe chở hàng, xe tải nhỏ đó. Xe tải nhỏ, xe tải lớn gì mình cũng có hết trơn luôn á mọi người. Anh em nào cũng muốn kiếm xe chở hàng thì alo mình. Alo mình sắp xếp cho. Ví dụ như hàng nhỏ thì mình chở, còn hàng lớn á thì mình giới thiệu cho anh em chở. Mình sẽ giới thiệu cho anh em nào mà uy tín á để anh em đó chở. Đó. Nói chung á là anh em có hàng quá thì cho qua cho lại chở gì đó. Như hôm qua mình mới cho được có một cô bé đó cần xe 8 tấn thì hôm qua mình mới giới thiệu được thằng bạn của mình. Nó chạy xe đông lạnh 8 tấn. Đây là khu vực quốc lộ 63 nha mọi người. Đó. Từ đây ra Cà Mau 9 cây. Xa quá, xa quá. Nếu như chạy xe mà đầu kiểu này chạy ra nó không có đủ tiền đổ dầu đâu. Xa quá. Tính ra cái tiền chi phí nó cao quá. Mới mốt á, mình sẽ kiếm cái chỗ nào ở ngoài Cà Mau á, mình thuê mình đậu. Một tháng vài trăm ngàn vậy đó. Mình khỏi mất công mình chạy về đây nó tốn dầu. Mình chỉ chạy xe Honda về là được rồi. Ây da. Mình tới chợ cầu cầu này gọi là cầu Thống Nhất rồi mọi người. Biết không phải? Cầu này cầu gì ta? Mình quên mất tiêu rồi ta. Đây là chợ cầu cầu này cầu gì mình quên mất tiêu luôn rồi mọi người. Anh em ở Cà Mau cho mình biết cái chợ này là chợ cầu gì nha. Phường 9 đường Nguyễn Trãi phường 9. Tự nhiên cái nhắc ngang cái mình quên ngang luôn trời. Ghê thiệt chứ. Ở chợ này lúc trước là đường lộ con lộ nó rất là nhỏ luôn, bây giờ nó làm khá là bự luôn. Ở chợ rất sáng tụ họp. Quá trời đông. Trước mắt mọi người là cái khách sạn Best nằm phía bên đây trái nè. Ok, bây giờ mình sẽ chạy vòng qua bên phường 5 nha. Công ty của mình nằm bên trên bến xe nha mọi người.
cái vòng xoay mới làm luôn. Lúc trước đâu có vòng xoay này đâu. Anh em nào mà lâu rồi mà không về quê Cà Mau á thì nhìn qua cái video của mình cũng biết được cái sự thay đổi của Cà Mau nó như thế nào nha. Ôm vòng xoay chạy qua bên phường 5. Chưa có tiếp cận được với cái sản phẩm của Anix 2 này á. Đây là đứa con tinh thần của mình, được chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên, từ nhân sâm Hàn Quốc, từ cao bạch quả, từ cà phê in và trà nha. Nó giúp anh em, hỗ trợ anh em cải thiện sự mệt mỏi, giúp anh em tỉnh táo từ 3 đến 4 giờ sau mỗi lần ngậm. Hộp này nó có 30 viên nè. Khi mình mệt mỏi buồn ngủ á, mình cứ lấy ra một viên mình ngậm vô. Nó sẽ giúp anh em tỉnh táo từ 3 đến 4 giờ. À, một viên nó chưa tới 5.000 nữa. Nó rất là tiết kiệm luôn. Thay vì anh em mệt mỏi buồn ngủ á, thì anh em ghé quán cà phê, anh em mua cà phê bồ cụng anh em uống đúng không? Thì những ly cà phê bồ cụng thì nó cũng khá là mắc, cũng tầm 15-20k rồi. Nhưng mà nó đâu có giúp cho mình tỉnh táo được đâu. Chỉ có qua nét 2 này thôi. Chỉ có qua nét 2 này nó mới giúp mình tỉnh táo được nha anh em. Đó, mình khuyên thật lòng luôn anh em nào là tài xế hai chạy đêm chạy đường dài đó, mệt mỏi buồn ngủ á, thì mình cứ mua qua nét 2 về mình ngậm nha. Rất là nhiều anh em sử dụng hiệu quả luôn rồi đó mọi người. Đây là cái vòng xoay Cửu Long đi, gọi là vòng xe Cửu Long. Bên kia là có Toyota. Trời ơi trời, sao nó rớt hoài vậy? Ây da, ây da, ui da, ui da. Sao nó rớt hoài vậy? Chạy xe lớn quen à, bây giờ ngồi lại chiếc xe nhỏ này nó thấy nó hơi tí bé xíu một xíu mọi người. Nói chung cũng không sao. Nói chung là mình thực hiện được đam mê, thực hiện được ước mơ của mình là được rồi. Ước mơ của mình là được tự do về thời gian, tự do về không gian. Mình muốn làm bất kỳ cái gì mình thích mọi người ơi. Chứ thực sự ra rất là nhiều bạn hỏi tại sao mình nghỉ công ty Giáp Diệp. Thì mình hôm nay mình cũng trả lời cho mọi người biết luôn. Là mình không muốn chạy đêm, chạy đường dài nữa mọi người. Cho nên là mình nghỉ. Mình không muốn chạy đêm, chạy đường dài nữa cho nên mình nghỉ công ty Giáp Diệp. Để mình mua xe tải nhỏ này nè, mình chạy cốc ken vậy đó, ngày kiếm đôi 300.000 mà mình được ở nhà, mình không có thức đêm thức hôm nữa. Nó vậy đó mọi người. anh idol nào mà gượt theo mà bóp kèn dữ vậy ta. Idol nào mà gượt theo mà bóp kèn dữ à.
Long Căn, Đồng Nai, anh Tuấn. Úi giời. Xe chạy hàng á, mà mình sẽ chạy và mình sẽ quảng cáo thương hiệu luôn nha, quảng cáo thương hiệu miễn phí luôn à. Giá cả thì cũng như đồng giá như những anh em khác thôi, nhưng mà mọi người thuê xe mình chạy á thì mọi người có được cái nữa là mà quảng cáo thương hiệu miễn phí. Khi mình chở hàng của bà con cô bác á, thì mình cũng đều có quay những cái cơ sở kinh doanh của bà con luôn. Đã quay mình đăng lên kênh YouTube, bên TikTok. Đó, nói chung là mình sẽ quảng cáo thương hiệu miễn phí cho mọi người nha. Cho nên là anh em cô dì chú bác nào mà thuê xe của bác Tài Vlog chở hàng á, thì cũng được một cái lợi, đó là được quảng cáo thương hiệu miễn phí nha, nhiều người biết tới nha mọi người. Cho nên đó là anh em bà con dòng họ nào có muốn cần thuê xe chở hàng thì liên hệ với mình nha. Ok, bây giờ chuẩn bị tới công ty Giáp Diệp rồi. Vẹo trái vô thôi, vô công ty, tại vì sáng có giám đốc cho mình nên mình không có quay lại cái khâu bốc hàng cho mọi người xem nha mọi người. Mọi người thông cảm cho mình nha. Cái hàng bây giờ đã bốc xong rồi mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ trở về khu công nghiệp Khánh An nha mọi người. Nói chung là hôm nay mình chở cái giá này nó cũng hơi là mềm, gọi là không có lời nhiều á, tại vì là mình chở cho thằng đệ của mình. Mình chở cho thằng đệ của mình cho nên mình lấy giá của nó hơi thấp, cho nên là cái cuốc này đi nói chung là nó cũng không có lời nhiều mấy. Hôm nay vô khu công nghiệp Khánh An, mình sẽ quay lại khu công nghiệp Khánh An cho mọi người xem nha. À, khu công nghiệp Khánh An, huyện Trần Văn Thời, huyện U Minh mọi người ơi, khu công nghiệp Khánh An, huyện U Minh nha mọi người, chứ không phải là huyện Trần Văn Thời nha, lộn rồi. Đây là cái tòa nhà Viettel nha mọi người. Bên đây trái mọi người là Cửu Long Plaza. Hiện tại bây giờ Cửu Long Plaza đang không có hoạt động, mình cũng không hiểu vì sao luôn. Mở ra lớn dữ lắm nhưng mà mở ra xong rồi im lìm luôn, không có hoạt động luôn. Bây giờ mình sẽ ghé trái cho mọi người. Ghé trái. Ui trời. Ôi trời, cái máy ép cam nó lật luôn. Ôm cua quá trời. Ôm cua quá trời, máy ép cam nó lật luôn. Tự nhiên á, hy vọng vô thằng lính của mình, thằng lính caramel của mình á, hy vọng nó buôn bán được, sắm đồ đạc về cho nó bán, nhằm tạo công ăn việc làm cho nó. Lúc nào rảnh á, thì đi quay với mình. Nhưng mà mọi người biết không, nó bán gì, nó mất tiền tùm lum tà la chứ, rồi rốt cuộc còn đâu có lời lớn gì đâu. À, bây giờ mua mấy cái dụng cụ nè, máy ép cam, máy ép cam nè, cái cân nè, để về mà phục vụ cho công việc kinh doanh á, mua xong á rồi xong luôn. Bán 3 lô cam
gần 1 tấn cam mà không có lời được đồng bạc nào hết. như vậy làm chi mọi người, làm không có lời gì hết trơn, làm chi, thôi cho caramel di hí nó nghỉ luôn. 11 mà thí dụ ví dụ như mà hàng quá có nhiều á thì mình sẽ kéo caramel di hí xuống để làm cùng mình. Còn hiện tại bây giờ thì chưa có hàng nhiều mọi người ơi, mới ra chạy chưa có hàng nhiều. Anh em cô bác nào có hàng quá thì alo mình nghe. Có ai mà cần thuê xe tải 1 tấn 2 thì alo mình nghe. 1 tấn 2 thùng lửng. Nói chung là mình nhận những cái cuốc hàng mà từ Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp đổ lại mọi người ơi. Nói chung là bây giờ mình ngán đi xa lắm, mình không có muốn đi xa nữa mọi người ơi. Thật sự ngán luôn. Ok, bây giờ ôm vòng xoay mình đi thẳng. Đi thẳng nha. Wow. Đây là cái con đường vành đai. Đường vành đai mà mình đi đi thẳng vô mà khu Điện Đạm. Khu công nghiệp Điện Đạm nha. Đây là cái đường về U Minh nha mọi người. U Minh Trần Văn Thời rồi đó. Cái đường này bây giờ nó dân cư quá trời đông đúc luôn mọi người. Trời ơi, cái đường này giả man đẹp. Hai bên bán trái cây đầy đường hết trơn luôn nè. Ủa, mọi người thấy không? Hai bên bán trái cây đầy đường hết trơn luôn. Cái đường này cũng là cái đường mà chỗ ra đường Xuyên Á luôn đó mọi người. Đây nè, đây là một cái trạm đăng kiểm nè. Trạm đăng kiểm này là trạm đăng kiểm tư nhân. Đó. Mình chạy tới chút xíu nữa thì mình sẽ về. Mình quẹo phải là mình sẽ ra cái đường Xuyên Á mà mình về Gạch Giá, Kiên Giang đâu đó. Còn mình đi thẳng thì mình sẽ về khu du lịch Đá Bạc, huyện U Minh. Bây giờ người ta hẹn 8 giờ. Người ta hẹn 8 giờ mới giao hàng được. Bây giờ mình sẽ kiếm một cái quán cà phê nào đó mình cà phê nha mọi người. Tại vì sáng tới giờ chưa uống ly cà phê nào hết. cái thói quen của mình là làm gì làm buổi sáng cũng phải có một cái ly cà phê để bổ sung năng lượng, chứ không có cà phê nó thiếu sao đó. Ok, bây giờ mình sẽ ghé mình tìm một cái quán cà phê nào đó mình cà phê thôi. Một cái quán cà phê nào mà nó có một cái không gian mà nó chiêu một chút, mát mẻ một chút. Mình kiếm quán cà phê mình đậu thì mình cũng phải kiếm cái chỗ đậu cho nó an toàn nha mọi người, chứ để mấy anh áo vàng tới là kiếm là chết luôn á. Đây trước mắt mọi người là cái ngã ba nè. Cái hướng mình rẽ phải thì mình sẽ về Kiên Giang nè. Nó có địa bản hết trơn nè mọi người. Đi thẳng thì mình sẽ về U Minh. Bây giờ mình vô khu công nghiệp Khánh An thì mình vô U Minh đó mọi người. Khu công nghiệp Khánh An thì thuộc huyện U Minh đó, cho nên mình đi thẳng. Bây giờ mình sẽ tìm một cái quán cà phê nào đó mình cà phê thôi. Tìm cái quán cà phê nào đó mà có một cái không gian khá là đẹp đẹp rồi đó mình cà phê thôi. Tại vì người ta hẹn
8 giờ mới giao hàng mà giờ này mới có 7 giờ rưỡi à. Ok, cà phê Linh Linh gì nè. Cà phê Ly Dũng Linh nè. Đó. Cà phê đây được nè. Ok. Đậu đây đi. Ừ. Ok. Xin tới tí à. Ok. Hay da, mình đang ngồi quán cà phê nha mọi người. Tranh thủ thời gian chờ làm một ly cà phê cho nó tỉnh táo tâm hồn coi. Đây là cái ly cà phê sáng của mình. Ở đây cái không gian quán cũng khá là đẹp luôn mọi người. Cái anh Hiệm không à. Con vợ nhỏ của mình thì đang nằm bên kia kìa. Đang đậu bên kia kìa. Uống cà phê xong tranh thủ giao hàng thôi. Anh em nào có hàng quá cần chở ở Cà Mau, xe 1 tấn 2 thùng lửng thì alo mình nha. Ok mọi người, bây giờ uống cà phê nãy giờ cũng một tăng rồi. Bây giờ tới giờ giao hàng, bây giờ mình sẽ chạy vô khu công nghiệp Khánh An để mình giao hàng nha mọi người. Ok. Đẹp mái thôi, giọt thôi. Mở máy lạnh lên. Xả hăng tay ra. Giật thôi mọi người. Ây da, đậu chỗ cái bụi cây á. Bây giờ mình sẽ qua cái cầu Khánh An này, mình sẽ đụng cái dòng xây, mình sẽ ghé phải nha mọi người. Ghé phải là sẽ tới chỗ giao hàng rồi. Khu công nghiệp Khánh An này hiện tại bây giờ cũng rất là nhiều công ty sản xuất tập trung về đây. Đây cũng là một khu khí điện đạm sản xuất điện nha mọi người. Sản xuất điện lớn nhất Cà Mau. Cầu Khánh An. Cái đường này thì mình sẽ đi về huyện U Minh, khu du lịch Hòn Đá Bạc. Ghé trái thì mình sẽ về huyện Trần Văn Thời. Ôi mọi người thấy cái sông không? Ở đây người ta làm điện năng lượng mặt trời quá trời luôn nè mọi người. Đây nè, mọi người thấy không? Điện năng lượng mặt trời nè. Nhà máy bê tông xây dựng Khánh An. Wow, lớn lắm luôn á mọi người. Phía bên đây cũng có điện năng lượng mặt trời nữa nè. Quá trời nhiều luôn. À, đây là vòng xây. Nữa theo dự đoán của mình đó là cái khu này là nữa phát triển dữ lắm luôn á mọi người. Anh em nào có tiền đó, vào đây đầu tư mua đất ở đây nha. Khu này sau này phát triển dữ lắm luôn á. Ok, bây giờ mình sẽ rẽ phải thôi. Ây da. Đây là cái đường vô khu công nghiệp Khánh An. Đường vô khí điện đạm luôn. Đó. Ở đây rất là nhiều công ty luôn, công ty Tứng Kiệt nè. Ồ, công ty vật liệu xây dựng đồ quá trời luôn. Mình tới cái cầu này, qua cầu này mình sẽ chạy vô đây để mình giao hàng nha. Ôi da, ôi da, ôi da, ôi da, ôi da. Không phận sự cắm vào. À, mở cổng
thì mình vào thoải mái. Ok, mình sẽ chạy một chút xíu nữa thì mình sẽ tới địa điểm giao hàng nha. Wow, ở đây hai bên người ta trồng tràm quá trời luôn nè mọi người. Ôi ôi, nó mát dễ sợ luôn ông nội mẹ ơi. Mát dã man luôn á. Theo cái địa điểm hồi nãy thì ảnh kêu mình chạy vô chỗ cái công trình mà có cái dãy tôn á, công trình có cái dãy tôn á, thì chắc cũng là sắp tới rồi mọi người. Mình chạy sát sát ở đây cho nó mát đi. Tại vì cái đường này cũng không có xe chạy nhiều. Ok, hình như tới rồi mọi người ơi. Đây, công trình mà có cái dãy tôn nè. Ok, bây giờ mình sẽ đậu ở đây để mình điện cho ảnh nè. Đậu đây mình điện cho ảnh nè. Ok. Thì ra điện cho ảnh cái coi. Mập mai lên điện cho ảnh cái coi. Anh Toàn ơi, anh Toàn ở đâu rồi? Anh Toàn ơi. Em vô tới mà công trình có cái hàng rào tôn nè anh. À, cái cửa mở đầu tiên hả? Vô. Ok ok. Ok. Đây là nhà máy bê tông. Ui da. Đó, chạy tới đằng này hết con luôn, đằng này cứ mình vòng lại. Vòng lại có cái cổng đầu tiên, mình chạy vô cổng cái mình giao hàng nha. Wow, cổng này quá, đúng rồi, cổng này. Ok, có người ra nhận hàng luôn. Ok, tới đây mình quay đầu lại. Quay đầu lại thôi. Wow, ở đây không có xe quay đầu. Quay đầu thoải mái luôn. Điện cho mình. Alo. Rồi em thấy em đang tới nè. Em gửi luôn 10 bao. Cái này tiền này thanh toán rồi phải không? À, còn tiền cước thôi. Tiền cước 700 anh. Ghi vô giùm em tiền cước 700 đi. Ok. Anh có viết không? Em mượn rồi viết thôi. Em quên đem đi viết theo rồi. Ai dạ. Để mình xem coi có cái viết không nha. Quên đem theo coi cái viết rồi ông nội mẹ ơi. Ờ có đây, có cái viết đây. Viết. Tiền cước 700. Có anh này có viết rồi. À. Ghi đâu hả? Ai chuyển vô đó là ai? Hả? Chuyển dùng kho, em chỉ giao tới đây thôi chứ em đâu có chuyển dùng kho được. À, cái công trình này lớn thiệt đó mọi người.
Ok, sẽ chạy vô chút xíu nữa mà. Mọi người ơi, chạy vô tí xíu nữa cho người ta bỏ, cho người ta bỏ hàng. Wow, công trình này lớn thiệt luôn á. Ok, tới đây là hết chạy được rồi. Nó nhẹ hiu à. Nè, nó nhẹ hiu à. Bỏ xuống dưới đã đi chú. Vinh vô luôn hả? Ben hả? Thôi để mai mốt có tiền làm Ben. Nó nhẹ hiu à. Ây da. Rồi hết. Hết rồi đó. Ui à. Bây giờ lấy miếng vé vô nhận tiền cước thôi. Anh ơi, 9 bao vậy? 10 bao. Có 9 bao à? 10 bao. Kiểm kỹ lại giùm em. Kiểm kỹ lại. Mất bao là chết luôn ạ. Ok, bây giờ gia hoàng xong rồi, mình về thôi mọi người ơi. Lên đường về thôi. Ui da. Ây da. À. Lên đường về thôi. Ra ga. Yeah, quá trời cái công trình này nó bự ông nội ơi, nó bự dữ thiệt. Chà, cái cánh cửa này cũng hơi hẹp dữ rồi bay. Wow. Ok. Ok. Giọt thôi cả nhà ơi. Về thôi. Hành trình giao hàng hôm nay có lẽ là nó cũng khá là dài. Mình xin kết thúc video tại đây thôi. Bây giờ mình sẽ chạy thêm một cuốc nữa, chạy qua phường 8. Mình chở hàng vô Trần Văn Thời nha mọi người. Chạy qua phường 8 nhận một cuốc hàng nữa đi Trần Văn Thời. Ok, xin kết thúc video tại đây thôi. Anh em ở Cà Mau ai có hàng quá thì alo mình nha mọi người. Những cơ sở kinh doanh á, thuê xe mình chạy hàng thì cũng sẽ được quay quảng cáo thương hiệu miễn phí luôn. Mình đăng lên kênh YouTube như vậy nè. Ok mọi người, xin chào tạm biệt mọi người.